Thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ hai của Liên Xô, CIA rõ như ban ngày nhưng không hé môi vì sao? Phải mất 33 năm chìm trong bóng tối, thảm họa hạt nhân Christine mới được Liên Xô đưa ra ánh sáng. Đã gần 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng những dư âm, câu chuyện về bí mật xoay quanh cuộc chiến không đổ máu, dài đằng đẵng suốt 45 năm này vẫn còn nhức nhối đến tận ngày nay hai tháng trước khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, sau bao nhiêu ngày tháng tiêu tốn tiền bạc và công sức, người Mỹ cho nổ thử quả bom hạt nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại, quả bom mang mật danh là Trinity, vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, để đổi trở thành quốc gia mở đường cho buổi bình minh của kỷ nguyên nguyên tử trên thế giới tiếp nối những xung đột chính trị, căng thẳng quân sự và cạnh tranh kinh tế, những dư âm của thời hậu chiến Mỹ và Liên Xô trở thành đối thủ của nhau trong cuộc chiến tranh mới, chiến tranh lạnh, để kiềm hãm sự trỗi dậy từ đế chế vũ khí nguyên tử của Mỹ. Liên Xô tất yếu bí mật xây dựng các cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân, cắn cân nghiêng hẳn về phía người Liên Xô khi thế giới trao đảo chứng kiến thời khắc không bao giờ quên. 11 giờ 32 phút ngày 30 tháng 10 năm 1961, Liên Xô thử thành công quả bom mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, bom Sa Hoàng, được mệnh danh là vua của các loại bom không súng đạn, không đổ máu trực tiếp nơi chiến trường. Nhưng cuộc chiến của hai gã khổng lồ này lại khiến cho không ít người dân thường thiệt mạng. Đằng sau những danh xưng Mỹ miều mà Mỹ và Liên Xô lần lượt, gây dựng trong suốt những năm đối đầu căng thẳng của thế kỷ 20 là những câu chuyện số phận bị chìm sâu trong bóng tối của bí mật. Và một trong số đó là thảm họa hạt nhân Christine. Theo thang độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế viết tắt là IES của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, viết tắt là IAEA. Thảm họa hạt nhân Christine được xếp ở mức độ nguy hiểm cấp 6. Lịch sử công nhận Christine là thảm họa hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới và là thứ hai tại Liên Xô. Hai thảm họa cùng được xếp hạng cấp độ 7 là cấp cao nhất là Chernobyl của Liên Xô và Fukushima của Nhật Bản. Liệu Christine có phải là cái tên xa lạ trong các hồ sơ bí mật liên quan đến Liên Xô? Câu trả lời là nó chỉ xa lạ với dư luận và thế giới mà thôi. Bởi lãnh đạo Liên Xô thời bấy giờ không rò rỉ bất cứ thông tin nào liên quan đến thảm họa khủng khiếp này. Kể cả những người dân bị nhiễm phóng xạ, họ cũng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Thậm chí, đến cái tên khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân cũng khiến cho dư luận bị đánh lừa vì nó thực chất không xảy ra ở Christine mà tại một thị trấn có tên là Jazz và đối với giới lãnh đạo Liên Xô thị trấn này không hề tồn tại và có trên bản đồ. Về sau vào những năm 1990 thì Trang được đổi thành Oziok. Tất nhiên, trải qua hơn 3 tập kỷ bị giấu nhẹm trong bóng tối thì bí mật của thảm họa hạt nhân lớn thứ hai Liên Xô mới bị phơi bày. Cụ thể ra sao? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Chiều muộn ngày 29 tháng 9 năm 1957, cư dân thị trấn Chuang ở miền nam dãy núi Uran chứng kiến dải màu đỏ tím khổng lồ xuất hiện bất thường trên bầu trời. Báo chí nhanh chóng giải đáp hiện tượng lạ này với loạt tiêu đề đa ná nhau, hiện tượng bất cực quan xuất hiện tại miền nam núi Uran. Vài ngày sau, thì một loạt lệnh từ chính phủ được ban hành xung quanh việc khu vực cơ sở hạt nhân Mayas tại Chuang Người nông dân vô cớ bị yêu cầu giết sạch gia súc, đào hố chôn mùa màng và đất nông nghiệp. 11.000 người bị sơ tán vĩnh viễn dần dần trong 2 năm. 22 ngôi làng ngay sau đó bị phá hủy hoàn toàn. Không có bất cứ tuyên bố chính thức nào từ phía chính phủ. Hàng chục nghìn con người quanh năm quen với đồng ruộng, gia súc chỉ biết đoán già đón non rằng đã có một tai nạn nào đó rất lớn xảy ra tại Mai giác. Họ không hay biết điều khủng khiếp gì đang diễn ra và có thể gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của mình như thế nào về sau. Mayak, tên đầy đủ là Mayak Production Association là một trong những cơ sở hạt nhân nguyên tử lớn nhất của Liên Xô thuộc khu vực Transjabin, nằm không xa thị trấn Kristim. Trước những năm 1990 không ai biết đến Transjabin này là bởi nó không hề có trên bản đồ. Cơ sở hạt nhân này được xây dựng vội vã ngay sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc nhằm đáp ứng tiềm năng hạt nhân của Liên Xô trong cuộc chạy đua ráo riết với Mỹ. Mayat có 6 lò phản ứng hạt nhân với chức năng làm giàu plutonium để chế tạo vũ khí hủy diệt vào thời đó, người ta biết rất ít về những hệ lụy khôn lường của vật liệu phóng xạ tác động lên sức khỏe của công nhân, nhà máy. Hoặc nếu có thì cũng bị giới lãnh đạo Liên Xô nhắm mắt làm ngơ vì họ đang bài biết chạy đua với người Mỹ. Đó là lý do nhà máy hạt nhân ma giác được hoàn thành sau 3 năm chống vánh. Khi dục tốc ác sẽ bất đạt, hệ lụy tất yếu đã xảy ra hệ thống làm mát và hệ thống xử lý rác thải hạt nhân không được chú trọng. Lẽ dĩ nhiên khi Mayak đi vào vận hành, chất thải phóng xạ bắt đầu rò rỉ xuống dòng sông địa phương Teja. Và đây là lúc chuỗi thảm họa đến từ việc nhắm mắt làm ngơ của giới lãnh đạo bắt đầu xảy ra. Cùng với sự kiện Mayak xuất xưởng quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô vào năm 1949, chất thải phóng xạ nồng độ cao bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong vùng. Tiếp tục tản lờ đi những số phận chưa biết đi về đâu của người dân liên xô tham vọng muốn may dắt sản xuất nhiều quả bom hủy diệt hơn nữa thậm chí giới lãnh đạo còn ra thời hạn ngắn hơn mà lại mong muốn có những quả bom mạnh hơn Máy dắt đáp ứng được nhưng cái giá phải trả bắt đầu tăng hơn 17.000 công nhân, phần lớn là tù nhân bị cưỡng bức làm việc với đồ bảo hộ, nghèo nàn, bị nhiễm phóng xạ nồng độ cao suốt từ năm 1948 tới năm 1958. Chế thải phóng xạ đổ ra con sông tê Cha từ năm 1949 đến năm 1952 đã gây ra nhiều đợt bùng phát bệnh do nhiễm phóng xạ cho những người dân vùng Hạ Lưu. Nhưng hậu quả nặng nề này, này chưa là gì so với sự kiện xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm 1957 dưới đây vật máu tuy thần, cơn cuồng nộ đến từ những trái tim vô cảm. Giữa lãnh đạo Liên Xô còn tiếp tục làm ngơ đến những hậu quả đến từ sự tắc trách trong xây dựng nhà máy nếu như không có sự kiện, các công nhân nhà máy bị nhiễm chất độc và phát tác ra bên ngoài. Năm 1953, do bị bỏng phóng xạ, chân của các công nhân đều bị cắt cụt. Lúc này, chính phủ Liên Xô mới bắt đầu hạ lệnh tiến hành các biện pháp chữa cháy vội vàng nhằm kiểm soát lượng chất thải vốn đã chất lên hàng tấn của mai giác. Người ta xây dựng các bể chứa chất thải khổng lồ nằm sâu 8 mét dưới lòng đất để ngăn chất thải phóng xạ rò rỉ và nhiễm vào nguồn đất, nguồn nước ra khu vực xung quanh. Người ta lắp máy làm mát cho bể chứa, tránh trường hợp nhiệt độ của bể chứa tăng lên. Giả như, có lẽ là hai từ mà có lẽ giữa lãnh đạo Liên Xô, từng phải thốt lên dành cho những năm đầu xây dựng nhà máy hạt nhân Ma Giác, để 12 năm sau chính họ không phải chứng kiến thảm họa được lịch sử gắn mát là nguy hiểm thứ hai trong lịch sử nước này. Vì hệ thống làm mát và hệ thống xử lý rác thải hạt nhân của Mayak không được chú trọng, nên cái giá mà những con người vô tội phải trả thay cho họ là quá lớn. Vào năm 1956, những dấu hiệu đầu tiên của thảm họa bắt đầu xảy ra khi nhiệt độ tại một bể chứa chất thải hạt nhân nóng lên. Người ta thậm chí không hề biết đến sự việc này bởi một phần do sự tắc trách của các kỹ sư, một phần do hệ thống đo nhiệt độ hoạt động kém. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng đủ việc cung cấp thông số. Do đó, khi bể chứa này đang nhóm nóng dần lên thì bể chứa khác bắt đầu nóng theo. Sau một năm âm ị nóng dần lên, đến ngày 29 tháng 9 năm 1957, nhiệt độ tăng lên 350 độ C, bể chứa phát nổ khủng khiếp với sức phá hủy tương đương một vụ nổ của gần 100 tấn TNT. Vụ nổ tự như là cơn cuồng nổ bị kìm hãm lâu ngày đã phá hủy toàn bộ nhà máy, tàn phá công trình và các khu vực xung quanh nó, với tổng khối lượng là 160 tấn bê tông. Nguy hiểm hơn hết, nó giải phóng 20 triệu Curie bùi phóng xạ ra không khí, bao gồm một lượng lớn strontium 90 và cesium 137. 11 giờ, sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng này, đám mây phóng xạ màu đỏ tím, tựa như vịt máu tử thần bắt đầu xuất hiện, từ tâm vụ nổ và loan rộng ra một khu vực rộng 20.000 km vuông, nơi sinh sống của 270.000 dân thường. Vào thời điểm đám mây phóng xạ phân tán thì nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 22 ngôi làng, gây ra một cuộc khủng hoảng về sức khỏe và dân số lớn. Các nhà chức trách thậm chí không bận tâm thông báo cho người dân địa phương lý do cho việc sơ tán. Khi vụ nổ khiến cho hàng nghìn người dân làng Koraboka gần đó bàng hoàng, Họ tưởng rằng chiến tranh hạt nhân đã nổ ra vài ngày sau, 300 dân thường vô tội trong tổng số 5.000 dân của ngôi làng Korabona đã chết do nhiễm độc phóng xạ. Và tồi tệ hơn, trong khu vực bị ảnh hưởng có 270.000 người dân, nhưng số người được sơ tán chỉ có là 11.000 người. Một thông tin không chính thống cho rằng, số người không được sơ tán nằm trong kế hoạch đo mức độ nhiễm phóng xạ lên sức khỏe con người, nhằm phục vụ cho nghiên cứu ngầm của giới lãnh đạo về sau báo chí phương Tây nghe ngóng được rất ít thông tin về thảm họa đau thương này, bởi thông tin về vụ nổ và sự cố tại nhà máy ma giác bị giấu nhẹm trong bóng tối. Thậm chí, con số người thương vong chính thức cũng không bao giờ được công bố. Theo nguồn tin độc lập thì khoảng 10.000 người chết sau thảm họa này. Trong đó thì có những người chết vì nhiễm độc phóng xạ, có người chết vì bệnh tật đeo bám như là ung thư, rối loạn gen. Do Charles Jabin không nằm trên bản đồ nên thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ hai trong lịch sử Liên Xô được đặt theo tên thị trấn là Christine gần đó, khi cuộc chiến tranh lạnh bước vào những năm cuối cùng, Liên Xô mới bắt đầu giải mật các hồ sơ liên quan đến thảm họa nhân kinh hoàng này. Và có một sự thật, CIA cũng nắm rõ thảm họa hạt nhân Christine trong lòng bàn tay Tuy nhiên họ khôn khéo chọn cách im lặng thay vì tiết lộ cho công chúng. Bởi trong cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với Liên Xô về vũ khí hạt nhân, CIA không dạy mà dập tắt sự ủng hộ của dân Mỹ trước các dự án hạt nhân của mình. Nhưng thứ mà chúng ta biết nào có sánh được với những nỗi đau mà những người dân thường của vùng bị ảnh hưởng vẫn từng ngày trải qua, thực sự quá chua chát. Chiến tranh lành đã khép lại, lịch sử cũng khép lại. Những hồ sơ tối mật luôn bị Liên Xô hay Mỹ giấu nhẹm trong bóng tối. Chúng ta chỉ biết khi những hồ sơ này bị đưa ra ánh sáng vài chục năm sau. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.